Đức Anh xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình mới nhận được cái hàng từ mua từ Shopee đây. Đây là một cái mỏ hạt là cắm nguồn 5V nhá. Đó, mình mua về nước Shopee thấy hay mua về. Thỉnh thoảng mất điện có hàn gì hàn. Đây là mỏ hạt mini nhá. Dùng nguồn 5V. Các bạn có thể cắm từ cục sạc điện thoại hoặc từ cục sạc dự phòng được. Mình mua về mình cắm cục sạc dự phòng. Mình mua với giá đây là giá 99.000. Đây. Mình mua với giá 99.000. Bây giờ mình sẽ khui hộp cho mọi người xem nhé. Và test thử xem có dùng có ok không nhé. Cũng lâu lắm nhà mình lại mới ra được một video. Thực tế ra mình kênh của mình ấy không được cái thằng cháu YouTube nó bật kiếm tiền cho nên là nhiều lúc mình cũng không có tinh thần ra video. Lâu mình mới ra một video tại vì YouTube đến bây giờ chưa xét duyệt bật kiếm tiền cho mình. Giờ đây, đây có vết dán băng dính mình khui ra. Đó, đây là một chiếc mỏ hàn 5V. Thông số nó không toàn tiếng Anh này, cái này chắc của Trung Quốc rồi. Mình khui cho mọi người xem. Đó, bên trong là thế này, không có gì cả, không có sách hướng dẫn luôn. Đây chắc cái đế. Đó. Để xoáy ra. Ok. Xoáy vào. Rút. Ok. Đây là nguồn 5V này. Đó, đây là cái dây nguồn này. Đây mình đọc qua cái thông số trên trên mạng thì nó là 5V đây. Ở đây nó ghi này. 5V này, 8W này, đó, cắm cùng USB. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra mình cắm thử cái cục sạc dự phòng vào nhé, test thử cho mọi người xem nhé. Nước Shopee thế hay mua. Đó. Đây, cục sạc dự phòng của mình đây. Mình cắm vào mình test thử xem sao. Đó. Có phải bật cái gì không? Giữ vào đây cho. Không thấy gì nhỉ? Hay là cục sạc dự phòng của mình nó hết rồi không biết. Đó, đây đây. Đó, báo đèn luôn này. Đây, sạc dự phòng vẫn còn 33% này. Mình xem có nóng không nhé. Đây, chắc kê như này. Đó. Đây mình chỉ chập xem mấy sợi dây 50 và xem có hàn được không nhé. 2 4 6 sợi dây 50 nhé. Mình xoắn là mình nóng đấy, mình ngửi thấy mùi nóng rồi. Đó. Đây. Được tặng một tí thiếc. Mình thử hàn vào cái 6 sợi dây 50 để xem có hàn được không nhé. Trước tiên là tráng qua thiếc đi ạ. Cũng tương đối nóng mọi người nhé. Mọi người thấy rất là nóng. Tráng qua lượt nhựa thông xem có bám không. Cho bám. Cũng rất là nóng đấy. Đó. Cái này chỉ tản nhiệt hết, trông thế thôi, không đủ nóng mọi người. Cái này chỉ hàn được những cái dây nhỏ thôi nhá.
chứ 5 6 sợi sợi dây 50 xoắn nhau không hàn được. Mất hết nhiệt này. Đó. Mất hết nhiệt luôn, để mình thử lấy hai sợi hàn với nhau xem nhé. Đây, mình lấy hai sợi vắn với nhau mình hàn thử xem nhé. Cái này chỉ hàn gọi là tiện những cái dây nó bé bé thôi. Đó, hàn ngấu luôn này. Hai sợi thì hàn được này, mọi người nhìn. Đây cũng rất là ngấu đấy. Cũng được đấy chứ mọi người. Cũng được. Cái này nhiều lúc hàn các cái xây các cái dây tai nghe điện thoại hoặc là các cái dây nó nhỏ nhỏ thì ok này. Đó. Rất là ngấu này. Đây hàn 2 sợi dây 50. Rất là ok rồi. Đây chỉ hàn dây bé đó. Đây. Đó. Đây. Đấy, thước mọi nhìn thấy không? Thước rất là ngấu. Đó. Rất ok. À. Đây rất là ngấu luôn. Ừ, rồi đó, mình mua với cái giá 99.000. Rồi, vậy là mình đã test xong cái mỏ hàn 5V nhé, 8W 5V đó, với giá 99.000. Rồi, thì nếu các bạn thấy clip của mình hay, bổ ích hãy cho mình một like nhé. Đừng quên đăng ký và chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Đức Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.